chào quý vị. Chúc quý vị buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 25/6 có những nội dung chính sau đây. Người dân sống trong khu tái định cư yên nhưng chưa ổn. Phản ánh của phóng viên trong một trước ống kính tuần này. Phần tin trong nước, số người tử vong do vi phạm các quy định về an toàn điện vẫn ở mức báo động. Tin thế giới, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, ngày 24/6, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021, để bầu ra các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện thị. Sau đây là tin từ các địa phương. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm đã đến dự kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân huyện Thủ Thừa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp đã bầu ông Dương Văn Tuấn, bí thư huyện ủy, được bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Quốc Diệt, bí thư đảng ủy xã Bình Thạnh và bà Trần Thị Tím, ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, được bầu giữ chức phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế và ban kinh tế xã hội. Kỳ họp cũng đã bầu ông Phạm Thành Long, phó bí thư thường trực huyện ủy, giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 11. Ông Đinh Văn Sáu và ông Phan Văn Tới được bầu giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã bầu 14 ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện và bầu 25 hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu ông Dương Văn Úc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Bầu ông Nguyễn Văn Thành, ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân huyện giữ chức phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Kỳ họp cũng tiến hành bầu trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân huyện. Kỳ họp cũng đã bầu ông Trương Văn Triều, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thành Nhân và ông Trần Văn Tươi được bầu giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 11. Kỳ họp cũng bầu 9 ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện khóa 11, 25 hội thẩm Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 và công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Hội đồng Nhân dân huyện Đức Hòa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Võ Thanh Liêm giữ chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu ông Phạm Văn Đồng và bà Vũ Hồng Hạnh giữ chức phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kỳ họp cũng đã bầu ông Trần Văn Lành giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Minh Trung, ông Lê Trường Chinh, ông Trần Thế Luân và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ngoài ra, kỳ họp cũng đã bầu trưởng ban pháp chế, trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện, bầu 14 thành viên Ủy ban Nhân dân huyện và 22 hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đức Hòa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua nghị quyết về tổ chức các kỳ họp năm 2016. Tại thành phố Tân An, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 đã họp phiên bế mạc vào ngày 24/6. Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An Trần Kim Lân cho rằng những ý kiến thảo luận của đại biểu là thể hiện mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri và đông đảo quần chúng nhân dân. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện tinh thần dân chủ thẳng thắn, thể hiện tính trách nhiệm cao của đại biểu và cử tri. Qua đó bày tỏ mong muốn các nghị quyết sẽ sớm được triển khai thực hiện. Trước đó, báo cáo tại kỳ họp cho biết tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố ước tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng lương thực đạt 35,5% kế hoạch.
thành phố hiện có 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện đảm bảo chính sách an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Giáo hội Phật giáo thành phố Tân An tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ qua, công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo thành phố Tân An đã kế thừa phát huy thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, duy trì nền nếp hoạt động, triển khai có hiệu quả các mặt công tác. Theo đó, 5 năm qua, ngoài công tác quan pháp, nghi lễ Phật sự được chú trọng, Giáo hội Phật giáo Tân An còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2016-2021, Giáo hội Phật giáo thành phố Tân An sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt công tác Phật sự, tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Đại hội đã thông qua Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Tân An nhiệm kỳ 2016-2021 với 12 thành viên. Thượng tọa Thích Minh Thọ tiếp tục được phân công nhiệm vụ trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An nhiệm kỳ này. Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An đã tuyên dương khen thưởng cho nhiều cá nhân tập thể đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự trên địa bàn thành phố trong 5 năm qua. Thưa quý vị, dù đã về sinh sống từ nhiều năm nay, nhưng cho tới thời điểm này, người dân ở một số khu dân cư trên địa bàn xã Long Hậu, huyện Cần Chùa vẫn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng không được đầu tư. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự trong một trước ống kính tuần này, mời quý vị theo dõi. Đường xá hư hỏng, lồi lõm, nhà cửa thừa trắng, cỏ mọc tùm. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại dự án khu dân cư này. Nhìn bên ngoài, có lẽ ít ai nghĩ đây là khu dân cư đã tồn tại gần chục năm nay. Không khí vắng lặng, tĩnh mịch. Phần lớn nền đất của dự án đang bỏ trống, cỏ dại mọc tùm, trở thành nơi lý tưởng cho việc chăn thả trâu bò. Gia đình ông Trần Trí Thức, ấp 2 tháng 5, xã Long Hậu, mua nền nhà rộng 100 mét vuông này với giá 418 triệu đồng. So với trước kia thì nhà ông bây giờ khang trang hơn, cao ráo hơn, nhưng để có điện nước sử dụng, gia đình ông phải bỏ ra một khoản chi không nhỏ. Điện mình tự kéo thì mình xài kiểu tạm thời, xài cục chàm thì nó gãi hoài cũng khó khăn dữ lắm. Đây đa số là xài cục chàm không chứ đâu có ai đầu tư mà tới cục bê tông đâu. Nên nó gãy hoài. Còn đường xá thì coi như trời mưa bị không có cống thoát nước đó, trời mưa thì ngập. Hệ thống cống coi như chưa có hoàn chỉnh, không có cửa xả, không có nắp gì hết. Coi như cũng sợ trẻ em nó té đây lắm. Giờ kiến nghị nhà đầu tư tiếp tục thi công để hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cho cái dự án này thôi. Qua tìm hiểu, được biết đây là dự án khu dân cư do Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Thành Hiếu làm chủ đầu tư với quy mô hơn 18 hectare. Và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3534 ngày 28 tháng 7 năm 2006 và văn bản số 1214 ngày 19 tháng 3 năm 2007. Theo phản ánh của người dân, việc dự án bị lãng quên, cơ sở hạ tầng và tiện ích bị xuống cấp trầm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Trong nhà nước thì xem xét lại là bởi vì quy hoạch thế giáo rồi, thì trong điện nước thì nó tỷ giờ hồi đó là giao vô điện nước, sao tôi định bù lại thì nay cả năm tôi không thấy. Giờ đường xá ở đây tôi mong muốn là cái tái định cư này đổ cho hoàn thành nó sạch sẽ, như vậy là thấy cũng tội nghiệp cho dân, rồi có điện có nước định bù lại cho dân, với đường xá cho nó khu giáo sạch sẽ. Giờ cô có mấy máy bơm xài mới được chứ không có thì nó yếu, đâu có nước đâu mà xài. Cách đó không xa, dự án khu dân cư do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Phước Thành và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Carit làm chủ đầu tư cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mặc dù được đầu tư hệ thống cấp nước, nhưng nhiều hộ dân nơi đây phải trả tiền nước cao gấp đôi
so với giá bên ngoài. Điều đáng nói là đã xây dựng nhà kiên cố hơn 5 năm nay, nhưng gia đình ông Lê Phước Sang cũng như khoảng 100 hộ dân sống ở hai dự án khu dân cư này vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Bây giờ đề nghị là bên là cơ sở hạ tầng hay là bên dự án hãy là cấp sổ đỏ cho những người dân, rằng người ta chia chác cho con, hoặc là cái để là tạo dựng cái cơ nghiệp làm ăn, hoặc là thí dụ là không tiền cũng phải có cái sổ đỏ mới đi thế chấp được, ngân hàng mới có đồng tiền mới làm ăn chứ. Giờ đi ra ngân hàng đâu phải là đi xin, mà cũng phải có cái cũng phải có bản lĩnh mới xin được, chứ không phải không có giấy tờ sao vay mượn ai. Tính đến nay thì có 3 khu dân cư đã được nhà đầu tư là đầu tư tương đối hoàn chỉnh, thì gồm có khu dân cư Tân Thuận, khu dân cư Long Hậu, khu tái định cư Thế Sơn. Thì còn lại là 3 khu dân cư gồm có khu dân cư Thành Hiếu, khu dân cư Ca Rít, khu dân cư Nhựa Phước Thành, thì nhà đầu tư cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Qua ý kiến của người dân thì xã cũng đã có văn bản kiến nghị đối với các nhà đầu tư, và ủy ban nhân xã cũng đã kiến nghị với huyện, nhưng mà qua quá trình huyện cũng mời làm việc với các nhà đầu tư, nhưng các nhà đầu tư vẫn chần chờ không thực hiện dự án. An cư thì mới lạc nghiệp. Tưởng chừng đã yên tâm để phát triển kinh tế, thế nhưng người dân sống trong các dự án khu dân cư ở xã Long Hậu phải đối mặt với nhiều thứ phát sinh. Trong khi chờ chủ đầu tư cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, thì hàng ngày các hộ dân nơi đây vẫn phải sống trong tình cảnh bất ổn. Bây giờ là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Đức Hòa làm thiệt hại một xe mô tô, một máy tính xách tay, một máy cắt gạch. Cơ quan chức năng đang điều tra. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 196 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 270 triệu đồng, tước 13 giấy phép lái xe. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ thiết lập đường dây nóng tại Bộ và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cũng như tại các địa phương, nhằm tiếp nhận thông tin khai thác khoáng sản trái phép để kịp thời xử lý. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ có cơ chế bảo vệ và khen thưởng cho người cung cấp thông tin khai thác khoáng sản trái phép. Kiến nghị Bộ Tài chính cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn cách lập dự toán chi ngân sách cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác để các địa phương có cơ sở thực hiện. Trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại nhiều địa phương vẫn còn chiều hướng ngày càng diễn biến phức tạp, gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn mối nguy hiểm đến tính mạng con người, việc thiết lập đường dây nóng là cần thiết, đảm bảo những hành vi khai thác khoáng sản trái phép được xử lý kịp thời. Số người tử vong do vi phạm các quy định về an toàn điện vẫn ở mức báo động. Vì vậy, ngành điện cần phối hợp chặt chẽ hơn với địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện cho người dân. Đây là ý kiến được đưa ra tại hội nghị phối hợp công tác giữa Tổng Công ty Điện lực miền Nam và 21 tỉnh thành phía Nam tổ chức ngày 24 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ. Năm 2015, khu vực phía Nam xảy ra gần 80 vụ sự cố do vi phạm hành lang lưới điện. Riêng 5 tháng đầu năm nay đã xảy ra hơn 40 vụ, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là tình hình tai nạn điện trong nhân dân. Năm 2015, khu vực phía Nam đã xảy ra 145 vụ tai nạn điện làm tử vong hơn 100 người. Ba địa phương có số người tử vong cao nhất là Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre. Nguyên nhân các vụ tai nạn là do người dân thi công các công trình vi phạm hành lang an toàn điện. Bên cạnh đó, tình trạng người dân kéo điện để bẫy chuột cũng khiến cho tai nạn tăng cao. Trại hè đã trở thành sân chơi không thể thiếu đối với thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp nghỉ hè. Với những hoạt động phong phú sôi nổi, rèn luyện nhiều kỹ năng thiết thực cho thiếu nhi, trại hè ngày càng nhận được nhiều sự yêu thích và mong đợi từ chính các em thiếu nhi và cả các bậc phụ huynh. Đây là một buổi chiều sinh hoạt tại trại hè Thanh Đa, một trại hè đã được duy trì qua 38 lần tổ chức. Buổi sinh hoạt hôm nay gồm có các hoạt động như nhảy dây tập thể, chơi cờ tướng, cờ vua, tập luyện biểu diễn cho các chương trình giao lưu. Khuôn mặt bạn nào cũng háo hức vui tươi và rất thích thú với các trò chơi, các hoạt động tập thể. Lần đầu tiên con tham gia hội chạy thì con thấy là vui,
là con rất thích hội trại, con có học nhiều những về tình bạn. Dạ là con thích trò chơi đồng đội, đó là trò chơi nhảy dây, nó vui. Con thấy là như là mình đã lớn lên ở đây và con học rất là nhiều điều tốt. Con có thể sống tự lập không nhờ ba mẹ trong một tuần. Giữa các tiêu chí như hội nhập, năng động, hiện đại, nghĩa tình, phát triển, trại hè cung cấp cho các em những bài học và kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng mềm, gấp chăn màn, quần áo, dọn dẹp phòng, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng làm việc nhóm. Và các bạn nhỏ còn được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập với bạn bè và cả với các trại sinh lớp trước. Em tham gia trại hè Thanh Đa năm lớp 4 và từ đó cứ hàng năm đến hè thì em lại xin gia đình lên, tại vì em thấy cái môi trường sinh hoạt ở đây em có thể học được nhiều cái, những kỹ năng mà em thể áp dụng vào cuộc sống khi em quay về nhà. Và mục đích của em là muốn đem những cái kiến thức của mình đã học chỉ dạy, hướng dẫn lại các em nhỏ hơn nữa, để sau này các em nhỏ cũng có thể giống như em, tiếp tục quay lại nơi mà các em đã từng sinh hoạt, tiếp tục cống hiến. Em lần này là lần thứ 6 em ra hội trại, là tại vì em rất là thích và cảm thấy muốn đi hoài luôn, tại vì có những hoạt động trò chơi rất là vui và bổ ích. Hiện nay, trại hè Thanh Đa không chỉ là sân chơi của riêng thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh mà đã được mở rộng ra rất nhiều, từ các bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng và có cả những bạn nhỏ đi du học trở về cũng đến sinh hoạt cùng. Trại hè nó có một cái truyền thống lâu đời như vậy, cho nên là Liên đoàn Lao động thành phố cũng như là Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh rất là tự hào có một cái hội trại mà cứ truyền thống hàng năm thì nó diễn ra. Và cái hội trại đó là một cái sự ao ước của rất nhiều các em thiếu nhi ở trên khắp mọi miền. Lúc trước thì chỉ gói gọn ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà hiện giờ là một số biết là các em ở các tỉnh phía Bắc hoặc là miền Trung cũng rất là gọi là hăng hái, cứ nghĩ đến cái mùa hè đó là được bố mẹ cho vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia trại hè. Trong tình hình sân chơi cho thiếu nhi tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện còn đang rất thiếu thốn, thì trại hè là một mô hình sân chơi bổ ích, lý thú, cần được nhân rộng và đổi mới để ngày càng có thêm nhiều mô hình sinh hoạt phong phú, nhiều sân chơi ý nghĩa mang lại niềm vui cho thiếu nhi trong những ngày hè.